come down to Victoria Street with us. We're going to hang out and maybe we'll meet Michael and them guys. I can't, Mum. My mum's waiting for me. Your mum's always waiting for you. Look, I'm sorry, but I just can't, okay? Quá đã 4 giờ rồi đó hả? Dạ. Hi, gorgeous. Thưa bà nội, sao học tuổi này con đi học vui không? Dạ vui. Con hãy lo làm bài vở đi, rồi còn phụ bà nội lo cơm nữa. Má à, tối nay con đã hẹn gặp mấy các bạn con rồi. Ba con đã nói rõ là con được đi chơi tối trong tuần. Con chỉ được coi tivi một tiếng thôi. Sau khi đã làm xong bài vở và các công việc ở trong nhà. Tại sao má đối xử con như là ở tù vậy? Không được gọi điện thoại nè. Cuối tuần nếu mà đi chơi đúng 11 giờ mới về. Cái lúc con là nhà bạn chơi cũng không được nữa. Con có biết đám bạn của con không? Má đã từng thấy tụi nó lang thang ngoài đường á. Má mong rằng con sẽ không làm xấu hổ ba má giống như tụi nó vậy á. Thôi, lo làm bài vở đi. Thôi má sẽ mét ba mày đó. Thôi ráng nghe lời má trước đi con. I like the part when the husband had all the cops in the house. Shit. I told my mum I'd be back by 7. I've got to go, Tuan. Tuan, I've got to go. Nó về nhà rồi hả? Tao có. Ờ, nãy cháu mới thấy nó đằng kia kìa. Đằng trong chỗ của quán pizza đẳng. Vậy hả? Ừ. Ở đó đó hả? Đằng kia. Ờ, tiếp theo kia nha. Cảm ơn nha. Bỏ nhà bỏ cửa rồi tối ngày ở ngoài này đó mày. Coi đám bạn bè mày kìa. Đồ phí thì giờ. Tao đã nói với mày nhiều lần rồi hả? Mà mày không nghe lời tao á thì tương lai của mày không ra cái gì đâu. Yêu phai. Cũng như mọi ngày thôi.
Phương có nhà không? Phương nó không có nhà con. Nó đi chọn mua đồ rồi có chuyện chi không con? Ờ vậy không thì con chỉ muốn gặp nó thôi. À nó không có nhà nữa. Ờ dạ thưa bạn đi. À. Ai vậy má? Có ai đâu đâu, có mấy đứa bạn Phương đi kiếm nó thôi mà. Giờ này mà tụi nó còn đến đây làm cái gì không biết. Okay. Jesus, Lord, where have you been? Are you all right? What's wrong with him? He's just sick. Look at his eyes. Born fairer, huh? What? What are you saying? He's stoned. What's he on? He'll be fine if we keep him moving for a little bit. I'm okay. I'll be fine. Mục tiêu cuối cùng là đi đến một chế độ thuế khóa công bằng hơn. Con đi đâu vậy? Hả? Ba nhờ con đi mua có một chút đồ. Mà con đi gì này? Cầu cả tiếng đồng hồ mới về. Bà không biết nói làm sao. Bà tính kiếm con đi chứ. Rồi, con cho bà biết đi, con đi đâu? Xin lỗi ba, nhưng tiệm gần đây không có bán đồ cho nên con phải đi tới cuối đường Victoria mới mua được. Cuối đường Victoria mới mua được? Bộ con tưởng ba điên đấy hả? Ba, con không phải là con nít nữa, ba đừng có quá lo mà. Lo, ngày nào mà con còn ở trong căn nhà này thì ba với má phải lo cho con. Con đã gặp thằng nào? Nói đi. Thôi được rồi, nếu ba không biết, con nói cho ba biết. Con đã gặp anh Long. Con đã gặp thằng Long, nó ở đâu? Nó đang làm gì? Ờ, thằng Long nó đã tự chọn cuộc sống của nó. Chính phủ đã cấp phát tiền cho nó, cho cái sự biến học của nó. Nó đã làm xấu hổ và nhục nhã cho cái gia đình này. Bây giờ tôi không muốn nghe nhắc tên nó nữa, được không? Chính vậy mà anh mới bỏ nhà ra đi. Ba không chịu nghe anh nói gì hết. Còn khi nào anh cần thân ba chưa giúp anh đâu. Ừ, không được. Mày nói cái gì? Hả? Mày nói? Hả? Bây giờ tôi không muốn nghe nói. Không nói gì nữa hết. Con này, đi vô trong phòng. Ra đi. Ở cái xứ này riết, rồi mọi người đều điên hết. Phương. Yeah. Ba con đi ra ngoài rồi. Yeah. Con nói cho má biết đi. Thằng Long anh con vậy nó đang ở đâu vậy? Nó làm cho má lo quá chừng hả? Vậy sao? Con tưởng nó làm xấu gia đình mình mà. Con cũng biết mà, ba con cũng thương Long lắm. Vậy tại sao ông không cho nghe anh Long nói gì hết vậy? Tối hơn chỉ biết ra lệnh không à. Ba con chỉ muốn tốt cho tụi con mà thôi. Vì tụi con ba má phải làm bất cứ việc gì. Bất cứ việc gì? Gia đình đã làm được cái gì cho tụi con? Tối ngày ba má chỉ biết lo về tiền và sợ người ngoài nghĩ xấu với gia đình mình. Vậy mà nói lo cái gì? Con đang nói cái gì vậy? Con có biết tại sao ba má phải lo kiếm tiền không? Tại vì ba má không muốn thấy tụi con phải chịu khổ cực, phải trải qua những khó khăn như ba má. Ba má chỉ không muốn thấy tụi con chịu thiệt thòi, chỉ mong như tụi con được học đến nơi đến chốn mà thôi. Làm như vậy bộ có lỗi với tụi con lắm hả? Hả? Con có hiểu không Phương? Ủa anh Minh, có bệnh gì không chú? Vào đi anh, vào đi. Em mới vừa khơi chai rượu đó. Hết sảy, chú mày là hiểu với tôi. Con lo cho anh lắm. Anh cần phải về nhà. Thôi con, đừng lo nữa. Má sẽ dẫn nó về nhà. Má con mình sẽ lo cho nó. Chú thử nghĩ con. Nếu chú là tôi đó, thì chú sẽ phải xử trí ra làm sao. Có một thằng con đó, mà nó coi cha nó không ra cái gì hết á. Chú biết mà, ngày xưa đó hả? Tôi đã từng chỉ huy cả 1000 binh lính lận. Còn bây giờ cứ ngày ngày đứng trước cái máy hả? Mà đến đứa con nít nó cũng có thể điều khiển được hả? Chú cho tôi ly nữa.
Đừng có hỏi giờ giấc gì của tôi hết. Hả? Chứ bộ tôi không biết bây giờ là mấy giờ sao bà? Em chỉ muốn nói là anh về trễ làm cho em lo lắng thôi. À, đủ rồi, đủ rồi. Cái chuyện lo đó là cái chuyện mà để tôi. Hả? Còn bà cứ lo cho bà đi. Ngủ đi, ngủ đi. Không lo là sao được. Nói đụng cái chuyện là bỏ đi nhậu. Không có giải quyết được cái gì trơn á. Ôi. Tại sao mà lâu rồi đến nhà của bà Hương? Bà suy nghĩ gì về gia đình mình? Tại sao con muốn nói cho bà biết trước vậy? Dì Hương đâu có phải là ai xa lạ đâu. Chỉ là má của con Trinh đến với ai. Chị thấy anh Long không có chỗ ở mà còn đang bị bệnh nữa, cho nên chị mới giúp đỡ cho ảnh. Vậy tại sao con không nói cho má biết trước gì hết hả? Tại sao vậy? Tại con sợ má sẽ nói cho ba biết rồi ông sẽ nổi điên lên. Ba con phải có quyền biết mấy chuyện này. Tại sao? Ai cho ông có quyền đó? Ba con đã đau khổ nhiều thì tụi con nó còn nghe lời của ông nữa. Tụi con đâu quan tâm đến ông. Má xin tụi con hãy tỏ ra kính trọng ba con một chút. Ba con mà đau khổ thì tụi con. Chắc hai mẹ con cũng có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Vậy cho tôi xin phép giờ cho hai mẹ con được tự nhiên. Cảm ơn chị. Trinh, đợi Phương với. Phương có khỏe không con? Cũng khỏe. Má con bên đây ngồi mà. Ba con rất muốn con về nhà. Bà nói với má hả? Vậy thì sao má biết ông muốn cái gì? Tại vì ba má không có thể bỏ con cái được. Hơn nữa má cũng biết những chuyện mà ba con đã làm là vì nghĩ tốt cho con thôi. Cho nên ba má muốn con về. Con cũng muốn về nữa. Trước hết thì con phải về xin lỗi ba con. Thì chắc ổng sẽ cho con về thôi. Con à, con thể ở đây được. Người ngoài sẽ nghĩ gì về gia đình mình? Cái gì? Tại sao tối ngày má cứ nghĩ chuyện người ngoài không vậy? Con không tạo thành vấn đề ai nghĩ gì hết. Tại sao má coi họ quan trọng quá vậy? Tại sao má không nghĩ cho con? I'm going for a walk. I'm coming too. Chị Thủy à, mình châm trà mời chị uống nha. Sorry sis. I guess I'm a bit uptight still. How's dad? It's been pretty bad lately. Him and Mum have been fighting a lot too. Well, I've decided I'm gonna do everything I can to make things work out. They'll probably disown me for doing what you did. Well, just be grateful that I'm breaking the ice for you then. By the time I get through with them, things will be a breeze for you. Jeez, thanks. Yeah. Thưa ba, con muốn nói. Phương nói là thôi, có lẽ ba đang bệnh. Con sẽ trở lại khi ba rảnh hơn. Khoan, con muốn nói ba điều gì thì con nói đi. Ba nghe này. Thưa ba, con muốn được về nhà. Nếu ba còn chấp nhận con được trở lại. Thì ra cuộc sống lang thang ngoài đường không được sung sướng mấy phải không con? Long, kể từ ngày con bỏ nhà ra đi, con đã để cho ba biết bao nhiêu những lo lắng và buồn phiền. Con đã khiến cho ba má hiểu rằng con là rất quan trọng đối với ba má. Nó được bao nhiêu tuổi khi nội lập gia đình vậy? À, lúc đó nội 17 tuổi cơ. Con cũng sắp được 17 tuổi rồi đó. Con nói ông nội quen nhau như thế nào vậy? Ờ, hồi xưa chuyện hôn nhân là do gia đình sắp đặt con ạ. Lúc đó nội sợ lắm.
Con không thấy tính tưởng cưới một người mà mình chưa hề yêu. Rồi bà nội có cảm thấy được hạnh phúc không? Thì cũng như không có một dòng sông nào không có quanh. Thì cuộc đời cũng vậy, không phải là không có lúc buồn. Bà cố vẫn thường nói là sự bất hạnh tôi luyện cho người phụ nữ và rèn luyện cho người ta có đủ đức tính, vị tha và lòng nhân ái con ạ. Con và Lillian thật là được hạnh phúc. Trái uy liệu. Mẹ là xong chưa? Can I go now? À, thế con đã có cảm tình với ai chưa nè? Có, nhưng ít khi con được gặp anh. Ba đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Và ba cũng mong con hiểu là ba tuyệt đối không hề muốn con trở thành một người xấu. Còn về phần ba thì ba sẽ tự duyệt xét lại sự việc bằng một cách nhìn khác hơn. Đúng rồi. Chúng ta còn có nhiều điều cần phải nói. Bây giờ đã khác xưa nhiều. Ok, ba sẽ quyết định. Xin lỗi ba, nhưng đây không phải là chuyện ba có thể quyết định một mình được. Con đã lớn rồi. Tháng tới con sẽ là 20 tuổi. Con không phải là con nít nữa. Không, nhưng với tao, mày vẫn chỉ là một đứa con nít. Một đứa con nít thôi. Nên nhớ này, tao là cha của mày, mày là con của tao. Tao biểu gì mày phải nghe, không được cái. Thôi đi anh à, để em đi pha một bình trà để chúng mình sẽ ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh hơn. À, nếu bà mà là ba con đó, thì bà sẽ cho phép con đem nó về đây giới thiệu với gia đình. Như vậy bà nghĩ tốt hơn là để con phải đi lên lúc gặp nó. Thôi được rồi, để bà sẽ nói chuyện này với ba con. Không được đâu nội, bà đừng có nói bất cứ chuyện gì cho ông hết. Ba con chỉ muốn điều tốt cho con mà thôi. Thế gia đình nó có tử tế không? Con không thể sống theo những ý muốn của ba má được. Việc đơn giản là con không muốn học thành bác sĩ. Con không giống như những đứa trẻ Việt Nam khác. Mặc dù con gốc là người Việt Nam, nhưng con đang sống xứ này. Nếu mà con muốn được thành công ở đây, thì con cần phải sống giống như người ở đây. Con không thể sống theo ý muốn của ba má được. Tao đâu có muốn mày quá đáng đâu. Tao chỉ muốn cho mày tốt thôi mà. Ở đây mà mày lại từ chối, thì làm sao có thể chấp nhận mày trở về căn nhà này được. Nếu mà mày muốn trở về dưới mái ấm của gia đình, thì tao buộc mày phải nghe lời tao chỉ bảo. Tôi không có thể sống theo ý của ông được. Long, thôi. Nếu ông không coi tôi là con của ông, tôi không coi ông là cha của tôi. Thôi, là mới cái tôi sinh đi mà. Sao bà chịu nghe ai cả vậy? Mà tại sao bà ép tôi phải chịu theo ý nó? Thôi, tôi thấy tôi đang làm mất thì giờ thôi à. Cái gì vậy anh? Long. Con đừng đi. Thôi đi má. Con đừng đi vậy má. Ông không bao giờ thay đổi được đâu má ơi. Con cũng biết mà. Tính của ba con á, giờ nào giờ cũng vậy đó. Tại sao tối ngày má chuyện bên cho ông rồi ạ? Chỉ tùy theo ông thôi à. Không ai có thể quyết định cho ông được hết á. Được rồi. Ba con á thì còn hơi nóng tính. Nhưng là con á thì con phải cố hơn nữa. Con có hiểu không? Tại sao con phải cố gắng hơn? Tại sao một mình con phải thay đổi nữa ạ? Của con, đây là gia đình duy nhất của con. Con hứa với má thì con hứa con sẽ cố gắng hơn nữa. Vì má, đừng làm cho má buồn. Còn má, má sẽ cố gắng nói chuyện với ba con. Hứa với má thì con, hứa với má dùng tiền thì thôi với con. Được rồi má, con cố gắng. Con sẽ thay đổi. You're telling me I'm living in paradise, so nice, but I'm walking on thin ice. You're coming from the old, I'm living in the new. There's not a damn thing anyone can do. It's a world away, a world apart. Another time, another place, I'll break your heart. Out of the frying pan into the fire. I'm walking down the street and the shit's getting higher. Everybody got a reason, everybody a line. But when the ship goes down, I'm gonna save mine.